Đồng chí Mai Văn Hải, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cùng các thành viên trong đoàn đã dâng hương lên đài tưởng niệm nghĩa trang các huyện Nga Sơn và Hoàng Hóa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng chí Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho ông Nguyễn Ngọc Nhung, thương binh hạng 4/4 và Thiệu Văn Mừng, bệnh binh hạng 2/3 tại xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn. Ông Nguyễn Văn Hồ, nạn nhân chất độc hóa học xã Hoàng Phong, Đỗ Văn Toàn, thương binh hạng 1 trên 4 xã Hoàng Trạch và mẹ Việt Nam Anh Hùng Lê Thị Lơi tại xã Hoàng Đạt, huyện Hồng Hóa. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những mất mát hy sinh của các thương bệnh binh nạn nhân chất độc hóa học và gia đình chính sách trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc. Đồng thời, động viên các gia đình phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vượt lên khó khăn, ổn định cuộc sống. Đồng chí đề nghị cấp ủy Đảng chính quyền các huyện Nga Sơn, Hoàng hóa tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về vật chất tinh thần để các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.